Cái vấn đề hậu Covid đấy là hoàn toàn vấn đề tư tưởng của chúng ta. Các bạn nhớ nhé, nó hoàn toàn vấn đề tư tưởng. Chúng ta tiếp xúc đọc các cái thông tin quá nhiều về từ hậu Covid, đúng không? Và các bạn lo lắng sợ hãi về điều đó. Thưa các bạn, vấn đề hậu Covid vẫn đang là một cái vấn đề mà khiến các bạn hết sức là lo lắng. Và tôi làm cái video này để chia sẻ với các bạn các cái nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về vấn đề hậu Covid. Đấy. Thì vì sao ạ? Chúng ta đang rất hoang mang về vấn đề hậu Covid, đúng không ạ? Và chúng ta đang lo lắng quá có mức về vấn đề này. Và khiến cho chúng ta gì ạ? Cứ mỗi lần mà con bị Covid thì chúng ta sợ hậu Covid. Và tại sao? Cái nỗi sợ của chúng ta nó tràn ngập trong chúng ta, nó tràn ngập trong tư tưởng của chúng ta, nó tràn ngập trong gia đình chúng ta. Và khi đó chúng ta biết rằng gì ạ? Chúng ta sẽ được hướng dẫn rồi tìm tòi rồi ai giới thiệu cái gì thì chúng ta cũng sẽ mua tất dùng tất, đúng không ạ? Và đã có rất nhiều các cái biến chứng không tốt đối với sức khỏe của các bạn, của người thân các bạn, cũng như là gì ạ? Của con các bạn khi mà các bạn dùng thuốc không đúng, không hiệu quả vì các bạn lo sợ vấn đề Covid. Và nếu như các bạn đang xem một cái video này thì tôi biết rằng bạn đang tiếp cận được một nguồn thông tin hết sức là gì ạ? Tin cậy để giúp bạn xử lý tốt hơn về vấn đề hậu Covid. Một trong những nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới thì là vấn đề hậu Covid là nó có tồn tại. Tuy nhiên, cái tỷ lệ đó nó thường rất là thấp và chủ yếu ở những người cao tuổi hoặc là người có bệnh nền. Còn đối với trẻ em thì cái tỷ lệ nó rất là thấp, đúng không ạ? Nó chỉ khoảng 0,03%, tức là khoảng 3.000 trẻ em thì có khoảng một trẻ em bị hậu Covid. Thế thì hiện nay người ta vẫn nói với nhau rằng, truyền tai với nhau rằng nó có khoảng hơn 200 vấn đề hậu Covid, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà người ta ghi nhận nhất là có 3 cái vấn đề chính sau khi các bạn bị nhiễm Covid. Thứ nhất là gì ạ? Liên quan đến cái sức khỏe của các bạn, tức là bạn cảm thấy mệt mỏi hơn, đúng không? Và cảm thấy gì ạ? Cơ thể mình nó không được khỏe mạnh như bình thường, tức là nó chậm chạp hơn. Đấy. Cái thứ hai là cái vấn đề gì ạ? Về trí nhớ của các bạn, tức là vấn đề về cái việc mà trí nhớ của bạn nó sẽ bị ảnh hưởng. Đấy. Và một cái vấn đề thứ ba nữa đó là gì ạ? Cái việc mà các bạn thở nó sẽ khó khăn hơn, tức là các bạn vận động như những ngày bình thường trước khi bạn bị Covid ấy, thì vận động bây giờ nó khó khăn hơn, tức là vận động một ít thời gian nó đã mệt mỏi hơn. Thưa các bạn, thế đây là một vấn đề hoàn toàn bình thường. Chứ mình nói hậu Covid nó là một cái từ khóa mà khiến cho các bạn lo lắng. Nhưng các bạn thử nghĩ mà xem, khi các bạn ngày xưa ấy, chúng ta ốm, đúng không? Sau khi ốm xong thì chúng ta thường phải uống các cái viên con nhộng mà nó màu đỏ đỏ ngày xưa người ta uống đạm đấy để tăng cường sức đề kháng. Hoặc là sau khi ốm xong thì các bạn cần phải ăn cháo tía tô, rồi cháo trứng gà, cháo hành để tăng cường cái sức khỏe của các bạn lên. Như vậy là sau một trận ốm thì chúng ta sẽ bị một cái hậu quả phía sau đó, đúng không? Thì đó cũng là một tình trạng hết sức bình thường. Tức là cơ thể chúng ta sau khi ốm nó cần phải có một cái thời gian hồi phục nhất định. Đấy, nó phải có thời gian hồi phục nhất định. Tại sao như vậy? Tại vì sao ạ? Các cái tế bào nó tổn thương, cái sức đề kháng của chúng ta nó chưa vững vàng, nó chưa lập lại cân bằng. Rồi các cái chức năng của cơ thể nó chưa được gì ạ? Chưa được đi vào cái hoạt động gọi là bình thường. Cho nên sau khi chúng ta ốm, chúng ta bị mệt mỏi, chúng ta sẽ bị cảm thấy gì ạ? Nhanh mệt hơn, đúng không? Sẽ hay quên hơn, rồi gì ạ? Rồi thì sức đề kháng sẽ kém hơn. Đó là điều hết sức bình thường. Cho nên chúng ta nói rằng gì ạ? Để hậu Covid, đi khám hậu Covid là khám cái gì? Các bạn thử nghĩ mà xem, chúng ta đi khám hậu Covid bản chất nha, chúng ta đi khám tổng quát sức khỏe nó cũng như vậy mà thôi, đúng chưa? Cho nên là gì ạ? Khi mà chúng ta thấy các cái vấn đề nghiêm trọng, ví dụ như là ho nhiều, ho dai dẳng, đúng không ạ? Đấy, trẻ khó thở, thở rút lõm lồng ngực, đúng không? Cánh mũi phập phồng, đúng không ạ? Rồi sao nữa? Bé bắt đầu kém ăn, chậm tăng cân, và cái quá trình đấy nó diễn ra gì ạ? Kéo dài đến tận 1, 2, thậm chí 3 tháng thì chúng ta mới phải lo lắng và đi khám lại xem cái vấn đề sau đó nó như thế nào. Nếu như con bạn mà sau F0 mà con bạn nó vẫn ăn uống bình thường, nó có vẻ mệt hơn một chút, đúng không ạ? Có vẻ chậm chạp hơn một chút, nhưng mà nó không có các cái dấu hiệu đặc biệt thì chúng ta không cần gì chúng ta phải đi khám cái hậu Covid cả. Đấy. Thực ra tôi có rất nhiều các anh chị bạn bè đấy, làm trong các cái bệnh viện, các cái khoa nhi vân vân. Thì các bác ấy nói rằng gì à? Em chả hiểu tại sao người ta cứ nghĩ từ hậu Covid người ta sợ. Nếu mà bảo đi vào đây để khám hậu Covid thì em cũng chả biết khám hậu Covid là khám như thế nào cả. Tại vì khám hậu Covid bản chất nó gì ạ? Nó cũng như là khám sức khỏe bình thường mọi ngày, khám tổng quát đến các chức năng cơ thể. Thế cho nên là các bạn không cần phải quá lo lắng với cái vấn đề mà hậu Covid, được chưa? Chúng ta sau khi mà con chúng ta ốm, chúng ta sẽ chăm sóc như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tăng cường sức đề kháng như thế nào, đúng không? Cho trẻ uống nhiều nước hoa quả, đúng không? Có thể bổ sung thêm vitamin, các khoáng chất để nâng sức đề kháng lên. Và cái thứ hai là gì ạ? Giúp bé vận động nhiều hơn, cho bé ra môi trường tiếp xúc nhiều hơn, đúng không ạ? Để bé vận động, cái việc vận động như vậy thì nó giúp tăng cường sức đề kháng của trẻ. Và hãy cho trẻ ăn uống theo cái nhu cầu của trẻ và nhớ đảm bảo dinh dưỡng. Đó là cách tốt nhất để nâng cao sức đề kháng của trẻ sau vấn đề gì ạ? Bé bị F0.
Đấy, cho nên chúng ta đừng quá lo lắng về cái vấn đề hậu Covid, đúng không ạ? Tuy nhiên là các nghiên cứu mà tôi vừa nói các bạn, nó có ba vấn đề lớn ở đây là gì ạ? Thứ nhất là về trí nhớ, thứ hai là gì ạ? Về sức khỏe, và cái thứ ba là gì ạ? Về vấn đề hô hấp. Nhưng mà gì ạ? Nó chỉ xảy ra đối với những người cao tuổi và bệnh nền mà thôi. Nếu con bạn có các dấu hiệu nặng như là gì ạ? Bé bắt đầu sốt này, bé bắt đầu mệt mỏi này, bỏ ăn này, đúng không ạ? Rồi dạ ly bì này, ho dai dẳng này, đúng không ạ? Rồi thở rút lõm vào ngực này, thở phập phồng cánh mũi, đó là các dấu hiệu mà chúng ta thấy dạ bé nó nặng hơn, chúng ta có thể bắt đầu cho bé đi khám. Còn nếu như không có dấu hiệu đó, chúng ta không cần phải làm gì cả, hãy chăm sóc bé thật tốt về để giúp cái sức đề kháng của bé tốt hơn, để trẻ nhanh chóng phục hồi sau Covid được chưa các bạn? Cái vấn đề hậu Covid đấy là hoàn toàn vấn đề tư tưởng của chúng ta, các bạn nhớ nhé, nó hoàn toàn vấn đề tư tưởng. Chúng ta tiếp xúc đọc các cái thông tin quá nhiều về từ hậu Covid, đúng không? Và các bạn lo lắng sợ hãi về điều đó, chính cái việc lo lắng sợ hãi đó nó sẽ khiến cho các bạn mệt mỏi. Và thực ra nó không là vấn đề gì, nhưng mà vì lo lắng quá, vì stress quá, đâm ra chúng ta sẽ dẫn đến nhiều vấn đề xảy ra, được chưa các bạn? Chúng ta hãy chăm sóc con một cách khoa học, một cách chủ động, đúng không? Và một cách cẩn thận để giúp con vượt qua cái giai đoạn Covid là một cách tốt nhất. Rồi, xin chào các bạn, và nhớ đăng ký kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Centeny. Trên kênh có rất nhiều các video miễn phí cho các bạn để bạn chăm con tốt hơn, tăng cân tốt hơn, tăng chiều cao tốt hơn, sức đề kháng của bé tốt hơn và bé ít ốm hơn, và từ đó bạn sẽ không phải lạm dụng kháng sinh và nuôi con thực sự là một quá trình hạnh phúc. Rồi, chào các bạn và chúc các bạn nuôi con thành công.